Như ơi, có nhà không? Mới bắt được mấy mớt, bu ngon lắm nè Như ơi. Được ốc bu ăn nè. Ê Như ở trong nhà nè, vô đây chơi. Ốc bu bắt ở đâu vậy? Bắt với đìa cá giò. Đìa cá giò có con chim chép bự vậy hả? À? Đìa cá giò mà mồi được chim chép luôn. Quá dữ, chim chép ngàn năm nha Trung. Yes. Bự ghê luôn á. Ốc bu ngon quá ha. Biết làm món này không? Không biết. Đó giờ có ăn chưa? Chưa. Để bây giờ Như sẽ luộc ốc rồi mình ăn chung với cái sung muối này nha. Bao ngon luôn, ăn cái này trị bệnh được nữa. Ai ế là ăn vô hết ế luôn á. Ế lâu năm rồi sao? Còn ế lâu năm ăn vô cái là ế suốt đời luôn. À? Bỏ luôn đi. Bỏ chưa vậy? Rồi. Rồi thì bỏ vô. Mình phải luộc có lá ổi mới ngon. Để vô đi ha, ổi. Cùng đi hai lá chanh cho. Ok, bên kia có cây chanh kìa. Rồi, có lửa là có tiền. Ghê có vậy? Lửa là có ăn. Ok, bây giờ mình sẽ múc cái ốc này ra nha mọi người. Trung nó nấu nãy giờ chín ốc trơn rồi nè. Công nhận ốc của Trung cho ngon ghê luôn nha. Lâu lắm mà mới vô nhà mình lại mua mồi mạng quá trời luôn. Tết này nó đi làm nó đâu có vô nhà mình đâu mọi người. Nó đi leo cục điện. Con này nó không mở mặt cho nó có túi đâu Trung. Ăn rồi sẽ biết. Con này không mở mặt là nó hấm dữ lắm, hấm vị, đậm vị. Đậm vị hả? Ăn con ốc mà không mở mặt chắc nhớ hoài không quên luôn á Trung. Như coi hổ ấy màu không? Không. Sao? Mày coi thôi, coi thử đi, mắc cười lắm. Cười lắm hả? Trung là fan ruột của thỏ bảy màu hả? Ừ. Ghê vậy. Coi cuốn không? Cuốn. Cuốn thì coi. Có bắt ốc vô rồi mua tùm lum đồ ăn này để gì đây? Còn chút chân gà. Hai cái này thôi, còn chút cái kia Trung đem về chổng ăn đi. Thôi nhà không ăn hết. Chứ Trung để chổng cho ai? Để cho ăn cho Như ăn đó. Thôi. Trung nó vô nhà mình là nó mua vậy nè mấy bạn coi. Oh my god. Còn thêm nó mua cái chân gà này nữa nè mấy bạn. Chứ kêu mình chan vô luôn á mấy bạn. Bây giờ thì mình sẽ đổ sung này là mình làm ra cho tròn Trung nó ăn thử coi ngon không nha mọi người. Đó, gừng đó. Hello, chào các bạn, con cháu Trung Nước Ngoài Nước. Hôm nay con cùng vô chơi. Rồi Như nó làm ốc gì đây? Ốc gì nhớ? Ốc hấp xả. Ốc hấp xả ăn với sung trộn gỏi gì đó. Ốc này là nãy Trung đem vô á. Bắt cá cầu cá cha ở nhà con. Cầu cá cha cá dồ gì á. Cá cha ăn béo mày ơi. Nói đậm chứ. Ăn đi mẹ. Mẹ ăn món gì ăn này Trung mua luôn. Lâu lắm rồi mới vô nhà mua mồi quá trời mua mồi luôn. Để mình ăn thử miếng sung của mình thôi. Ngon chứ không? Nó không còn đắng nữa không? Ừ. Được. Con rồi. Mẹ nói ăn không được. Nói sao mà? Có đắng gì không? Hơi mặn nè. Mặn hả? Vừa rồi, đâu mặn gì. Sao vậy thì nó mặn. Nó ốc đi Trung. Nó ăn gì ăn? Ốc bù. Món gì? Ốc bù cầu cá. Chân gà. Chân gà trộn sốt thái vậy nè. Chấm này hả? Ừ. Không, không khỏi chấm, chấm nước mắm cũng được. Mấy này nó vừa ăn rồi nha. Phải không Trung? Ừ. Sốt nó vừa ăn rồi. Còn còn tương ớt này là Trung chấm với khoai tây gì của Trung mua. Có này là sụn gà. Người ta làm, người ta để sẵn chua vậy. Chua ngọt ngọt. Mình về mình mới trộn vô. Khoai tây thì ngon nè. Cái này chắc sụn gà chiên rồi mới sốt chua ngọt hả Trung? Gấp rồi với ta. Mẹ ăn ốc không lễ cho. Thôi. Trời ơi ốc Trung mập mẹ. Nó có đem vô hai con chim chép nữa. Hai con chim chép. Con chép mà nãy luộc héo que. Teo à. Teo con chim chép. Đâu hả? Đâu có hả?
bắt dưới mương đó. Dưới mương nó béo. Ừ, ngon á, ngon lắm. Đó, nhìn chết. Cái gì bộ đó? Béo không? Quá béo. Chị kia quá béo. Quá. Ơi, mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Dung nó mua chân gà trộn gỏi ăn ngon quá các bạn. Dây dây giòn giòn, chua chua ngọt ngọt rất ngon. Chua chua ngọt ngọt mềm mềm. Ừ. Thấm, thấm vị luôn á. Nè găm nữa Trung. Trung có rồi hả? Có hả? Nè gấp Trung. Đây. Cái này là món sụn gà nha. Sụn thịt tấm thương. Sụn gà chiên Hồng Kông. Hả? Sụn sụn gà chiên Hồng Kông. Quá dữ luôn. Mời các bạn nha. Rồi vô. Tuấn cứ sụn tròn giòn. Sừng sụt luôn. Mà chiên vừa ăn ha. Vừa ăn gia vị vừa ăn. Đó, tớ phải tay. Tay vô Trung. Phải tay này mua đó luôn hả Trung? Đó luôn. Thì Trung chỗ chứ vậy. Ủa cái quán đó bán đem về ha sao? Đó quá là quán ăn gia đình. Vậy ha. Hà La 787 ngay chỗ chân cầu Hà La. Tuốt chảnh hả? Sao Trung mà mới ruột. Dữ trời. Nhỏ từ đường phố chạy xuống. Chỗ nào cũng biết Trung. Hướng về chợ luôn mà lạ. Ừ, nhưng mà chỗ này ăn ngon á. Mày mốt mà ở nhà mình không ăn mình ra đây ăn được không? Được, nó là món ăn gia đình rồi, sinh nhật đầu đãi đó. Ồ, nhưng mà như thấy được hai món này là ngon rồi đó. Ừ. Món nào ở chỗ đó làm cũng ngon. Món này nè. Ăn cơm hay là uống bia là hết hết bài luôn. Nó không ngon, có, không có chát như nó trộn vừa ăn. Không bị muối, chát gì luôn. Gừng, ớt, rô rô rất thơm. Thấm gia vị luôn. Cái Trung mà ăn cái Trung. Cái ngốc Trung à. Phải không? Phải kèm dương ốc không? Ừ. Ốc Trung mập hết Trung. Mập quá trời mập. Trắng lễ lề. Nói chung hôm nay món của cô Như Trung làm cũng ngon. Trung mua cũng ngon. Trung khoai tây đâu có kỹ không ta? Anh chịu đây là lên đường hết. Ăn mấy này ăn chung mà chiều có xuống lên đường gặp nhau hết. Bà cáo gặp nhau. Ăn sung là phải sung lên. Không phải cái hồi mình đó học là ở lại đâu, cho lại, không lơ đã lại. Hoặc là xin nghỉ cái đầu luôn, kết quả là giờ là chiều cỡ nào phải bắt học sinh học hết. Cái chân gà này nó thắng nước giấm nè. Nó ăn chung ăn có vị chua ha. Chua sao mà ăn vô đây nó thấm nữa. Đi, hổn hả? Rồi này da thấm cay nha. Ốc bu mình ra mà tìm chắc hấp chừng 5-6 con là 40 ngàn. Đúng rồi, khoảng 5 con bự nha, bự hơn này, có con bự này nè. Ra nó chung, ra cây. Bự có vậy chắc bự không bự hơn nhỏ con này chút. Ừ. Mà cái con 40 ngàn. Ốc bu này cả trang. Tính là 10 ngàn con á. Này nó sạch quá ha, nó không có cái đất ha. Ừ. Nước mắm vừa ăn không? Ủa chung rồi sao người ta? Đó rồi bà mới biết hỏi chị kia xin nha, kêu Như Kiếm xin cho. Hái chân gì đó, nấu vô heo vậy ăn cho có sữa. Rồi mà hiếm muộn rồi á, người ta hay bắt con gà mà mái á. Đâu gà mở mà cứ mã về, ta lấy cho mấy người, hiếm muộn phụ nữ ta ăn là dễ có con á. Hiếm muộn hả? Ừ. Mẹ ta mở cửa mã là ta mở cửa mã bằng con gà mái thôi mẹ. Mấy nhỏ mình xin về xin về mình nuôi để nó đẻ trứng sai lắm ha, hoặc là mình lấy cho mấy người mà không có con nữa. Ừ. Về cho phụ nữ ăn là dễ có con. Hay quá ha. Mà cái đó tâm linh á, thấy 10 người là về cho ăn là có bầu hết. Nhưng mà có ai kiêng kỵ gì không ta? Không. Cái gà mã cửa mã người ta cũng ghê á, người ta không ăn á. Người mấy người mà mua gì nuôi ta tin đó phải không? Ừ. Còn mấy người ấy về cho có ấy là cái gì nuôi ít ăn không chừng nào mấy người mà có người ta canh bắt luôn á. Ừ. Danh dự chú ơi thiệt hả? Danh dự luôn á. Nó có tâm linh gì không mà con thấy ghê quá. Có người phải dặn trước rồi, nhiều khi có người bắt con gà lại cho quay cúng mã rồi người ta bắt gì nó có cái điểm gì không
Ngồi thấy muộn là cho nữa nó để thay. Có ăn kiểu này sắc cà phê khô rồi nấu nước uống hả chung? Mà nấm rượu luôn, không ngâm cái này luôn. Tại vì có một hũ rượu sung kìa. Gì cũng có. À mà bữa như ăn không rồi, nó chắc ngậm mà. Nó trộn như đó ngon ha. Nó rắn rét mà cái mũ á. Làm như thêm chút chanh nó mới ngon nha. Ừ, nó thiếu chua ha. Thiếu chút chua. Nhiều nước mắm nhiều quá. Có tương ớt ở trong đây đó chung. Ghê vậy. Ừ. Ớt này nè. Uổng quá à, nguyên cái ốc chung bự luôn, cái người ta chặt á chung. Cái như cái như bơi xuồng ra như thấy cái như vớt lên. Ta đốn trống người ta be. Vớt lên cái như xong. Như hái. Nó còn dính trong cái cây á. Bơi xuồng khúc nào? Sao? Ngay chỗ bên chỗ góc nhà chung á. Chỗ ông Tư nè. Chỗ vườn con giùm quá. Ngon thấy không? Cái chân gà chiên Hồng Kông này nè, có trộn chung với lại ớt chuông. Ớt chuông Đà Lạt nè. Ba màu luôn mấy triệu nha. Xanh đỏ vàng. Ăn ớt thì nó có vị hăng hăng nhưng nó ngọt. Còn cái này là dành cho người không ăn cay cũng được nữa. Món này không cay nè. Còn cái khoai tây này ăn là nghe mùi mắt rượi của Đà Lạt luôn. Ai mà dám con ăn khoai tây tốt lắm á nha. Còn chân gà này cũng ngon nữa nè. Chấm nhất là món chân gà nè. Chua chua ngọt hả? Bữa nay Chung mua vô món nào cũng ngon á. Ủa có ngon có hành nữa hả? Hành ra làm kiểu bông hoa rồi luôn á. Dữ ta, ăn miếng. Trời nãy giờ mày không thấy xoài non á mẹ. Này là xoài nè. Ừ. Chân gà thì nó bào mỏng với xoài. Bào kiểu ngọt, lấy luôn vỏ hả? Xoài non mà. Ngon bào mỏng đi. Ừ. Công nhận xoài non hả bà hả? Chua. Ừ. Ấy có cái gì chua. Chua quá. Chua chút vô gà nè. Chua chua cay cay. Cái này ngon, món này ngon. Món này cũng ngon, món này cũng ngon. Ốc cũng ngon ngọt. Sung cũng ngon. Mình chỉ có hụt món sung thôi à. Để chút xíu nữa lấy miếng taxi muội về để đi làm pha đem theo trời nắng để uống. Nè. Cho miếng cho ngủ. Cưng lắm mới cho đó nha. Có hai hũ rồi, cho hết hũ rồi thôi. Cháo cưng đó. Chứ nếu mà cái vườn này mà có tắc chín hết, mình làm mình bán được là nãy Chung thấy mẹ Như làm ngon không? Ừ, mà sao thấy hết tắc rồi, mùa này đâu có tắc ta. Không biết. Cắt tôm rồi ông ơi. Ngày nào ngày hôm qua cắt mười mấy ký nữa. Hàng gì thấy hết trơn. Không có cắt, không có đợi chín. Hai ba bữa cắt, hai bữa cắt. Bây giờ chắc là mấy mẹ con mình với mẹ với lại Chung. Chung là cháu của mẹ mình, kêu mình là cô lận đó nha mọi người. Chứ đớn quá, chứ không phải bồ vậy mình đâu. Đó, bây giờ thì gia đình mình sẽ tạm dừng video rồi, ăn uống rồi nói chuyện. Lâu quá không gặp rồi, chắc cũng cỡ nửa năm mới vô. Tại đi làm á, rồi công ty điện lực nè, rồi trực nhật, rồi với lại đi học nè. Đang học lên đại học mà không có thời gian nhiều, nay là tranh thủ thời gian vô chơi với mình là quý rồi đó. Bây giờ mình sẽ tạm dừng video ở đây để ngồi nói chuyện đồ này kia nha. Cảm ơn mọi người luôn yêu thích gia đình mình nha. À, bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nè. Yêu thương các bạn rất nhiều, bye bye, bye. Với lại cháu mình thì hiền lắm, chưa có bồ. Nếu như mà ai mà có để ý thương cháu mình thì nhắn tin riêng nhỏ nhỏ với mình là mình cho số điện thoại nói chuyện nha. Biết đâu có duyên về đây là hả này, Chung, ở gần mình nè. Chung là cháu của cô. Nó đi làm điện lực, nó phổi hợi nè, ai có yêu thương nó. Gẹo nhỏ đỏ mặt hết trơn thôi, mình chỉ gẹo Chung vậy thôi. Chung mà cháu, cháu cô hiền dữ lắm nha, chưa có bồ quạch gì hết trơn. Chung mình nhát gái lắm, thấy con gái là sợ chạy à. Nó làm điện lực mà giờ học nâng cấp lên nữa nha các bạn. Trốn rồi trốn, gì mắc cỡ vậy.